xanh thường hay xanh mổ em? Xanh thường. Rồi sạch sẽ nha, không có thấy trắng bệnh lý. Có một cọng dây vòng, cái vòng nãy em nói là em đặt 1 năm rồi đó hả? Dạ. Cô này không có bị viêm, huyết trắng bình thường, huyết trắng sinh lý bình thường, huyết trắng ít. À, đây là cái que để mà lấy cái dịch âm đạo, dịch cổ trong cổ ngoài của cổ tử cung. Cổ tử cung nó có hai phần cổ, cổ trong cổ ngoài, thì mình lấy rất là nhẹ nhàng để nó đừng có bị mất cái lớp niêm mạc cổ tử cung. Mà một lát mình lấy mình làm bát á. Có bị ngứa phụ khoa không em? Có ngứa phần dưới này không? Dạ không. Cách đây một lần gần tháng ở video thì nói là bị viêm cổ tử cung. Cái này viêm lộ tuyến em. À, của em là viêm lộ tuyến là bởi vì khi mình đặt mỏ bịch đó, mình banh ra thì lúc nào một bịch tuyến nó cũng thò ra ngoài để thấy được đó. Nhưng mà ở cái mức độ này là cái lộ tuyến này là sinh lý, do đặt mỏ bịch vô, đặt cái dụng cụ vô thì nó thò ra đó, chứ không phải là lộ tuyến bệnh lý. Rồi mới lấy xong tế bào cổ trong, rồi bây giờ lấy tế bào của cái cổ ngoài của tử cung. Đâu có đau đúng không? Với là những người sanh thường á thì sao, sanh hay có vấn đề lộ tuyến lắm, nhưng mà lộ tuyến là lộ tuyến ở mức độ chấp nhận được do mình đặt dụng cụ thôi. Rồi chị đã làm cho em xong hai cái test rồi, đâu có đau đúng không, đâu có đau mà vú đúng không?